đẹp đéo tiền nuôi theo dai mất tiểu. Đẹp rồi, đẹp quá. Đẹp quá mình phải có tiền cơ. Theo mẹ dai. Đẹp vừa đấy, như mấy cái con của Đoạn Thụy nó con nhà gì nhỉ? Nhà Phúc Xuyến hay gì nhỉ? Ừ. Nó đạp xe đạp nữa. Đại của trong loạn. Đạp xe đạp nó phi nó mồm. Mình không có tiền nuôi nó có cứt nó ở mình. Muốn bạn ấy lấy chồng nhỉ? Hả? Bạn ấy là lấy chồng hay lấy chồng nhỉ? Chịu nhưng mà lấy... Đạp xe đạp ấy. Nên nó phải ở thứ nhất là chim to, thứ hai phải có tiền. Tiền. Có tiền để cho chúng nó chơi. Tiền như mình này thì không có tiền này, nó phải đi làm cứ 3 hôm là chồng ít thằng khác thôi. Dĩ bùi rồi thì có tiền thì xấu xấu vậy bà. Quan trọng, quan trọng gì? Cái tiền nó đẹp, còn đi chân tay nó bóng bẩy, nó làm mẹ nó làm móng về, không về làm móng rồi về với cỏ vườn về để rửa bát. Bọn đấy bát nó đéo rửa ấy. Không nói bát tôi mua máy về nó rửa ấy. Không, dâu ăn cay. Đây gì? Rồi nó rửa được cái bát thì nó phải dâu ăn cay. Hảo chín thì tao về thì nó cũng chín được rửa bát bây giờ. Đâu cả đầu. Cái chậu này tết đẹp lắm. Mình trồng hôm nay trồng lúc cắt đi, mẹ đúng cái thời điểm nó lắc. Nụ hết. Chậu này nó là tết đẹp lắm đấy. Mày chỉ đậu. Buồn chó. Dưa, đẹp xem phim. Đem cái dạ ra đây. Đó là gì đấy chú? Vừa gọi không thấy trả lời. Chú hôm sau mà phải uống thuốc. À,